Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào vâng, hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lanh đang có mặt tại nhà văn hóa của khu dân cư tứ kỳ. Khu vực này cách bến xe nước ngầm chỉ vài trăm mét thuộc thành phố Hà Nội. Hay, đây là chúng tôi đang có mặt tại phòng thờ Tư gia nhà Anh Hùng. Đây là phòng thờ trên sảnh tầng 3 Anh Hùng đang sinh sống và làm việc tại à, bến xe nước Ngâm Anh cũng là một xe ôm khét tiếng Và hôm nay chúng tôi có mặt từ sớm để treo lắp bộ hành phi cho gia đình Mà trong video clip trước chúng tôi đã giới thiệu Đây là bộ hành phi được làm trên nền chất liệu gỗ vụ lào Theo với đơn đặt hàng của gia đình thì bức hoành phi này có chiều dài là 1m97 chiều rộng là 67 cm thì chúng ta treo làm sao cho nó đúng cách và an toàn hiệu quả nhất thì đầu tiên chúng ta cần chia cái không gian cái phòng thờ mà chúng ta đang thờ nó được chính giữa vào phòng thờ hướng ra cửa chính thì nó sẽ hút tài hút lộc cho gia chủ sao cho cái tim giữa của phòng thờ trùng với chính giữa của bức hoành phi Bước hoành phi được làm với thông số dài 1m97 Chúng ta chia đôi Và phía dưới thì là bước hoành phi có hai chiếc ke hình chữ L Và phía trên thì là có hai chiếc ốc bu lông 10 Được thiết dây nốc để treo nghiêng từ 25 tới 30 độ Tùy theo yêu cầu của mỗi gia đình khác nhau Trên mình quý vị đã nhìn đó, phía dưới bước hoành phi là có hai chiếc ke hình chữ L Sau khi treo được hoành phi chúng ta bắt đầu treo tiếp đến câu đối ở đây do cái không gian nó hạn hẹp thì chúng ta sẽ treo đầu câu đối trên vào giữa bức hoành phi câu đối vế phải được điêu khắc là tổ tông công đức thiên niên thịnh à ý nói tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì mong cho muôn đời được thịnh vượng và ở đây gia đình làm câu đối là câu đối phẳng đầu vuông ba chữ trên hoành phi có nội dung Đức Lưu Quang đọc từ vế phải sang. Ý nghĩa là đức độ, đạo đức tốt. Quang là tỏa sáng, lưu ở đây là lưu truyền. Đạo đức tốt tỏa sáng lưu truyền về sau này cho con cháu được noi theo. Khi chúng ta treo được tấm câu đối đầu tiên thì chúng ta sẽ đo tiếp phần câu đối còn lại để sao cho cân xứng và thăng bằng. Đó là câu đối với trái. Câu đối với trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh Ý nói là con cháu của Hiếu có Thảo Thì sẽ được hưởng các vinh hoa phú quý mà tổ tiên để lại Được biết anh Hùng cũng là một người đam mê về các đồ gỗ đồ đồng Trên bàn thờ anh cũng đã sắm bộ đỉnh đồng Bộ đỉnh đồng ngũ sự Và bây giờ gia đình anh lại tiếp tục sắm thêm bộ hoành phi câu đối Khi chúng ta dựng vào cùng kèm với nhau thì nó sẽ tạo nên cái không gian uy nghiêm sang trọng tại không gian phòng thờ tư gia video này đang là quay trực tiếp tại sảnh tầng 3 phòng thờ gia tiên nhà anh hùng và để bảo quản tốt nhất cho các cái bộ sản phẩm đồ gỗ thì quý khách có thể làm các cái mái che ở phía trên để làm giảm độ nóng vì chất liệu gỗ tự nhiên thì nó phải có cái độ co ngót nếu càng nóng thì nó sẽ càng nguy hiểm cho các cái phần gỗ chúng ta đã làm Đây là bộ hoành phi câu đối làm trên nền chất liệu gỗ gụ lào Chữ Hán Nôm được thiết vàng Đài Loan Và tất cả các quy trình đều được quay phát trực tiếp trên kênh youtube Đồ Gỗ Hiền Lanh Quý khách có thể kích vào trang chủ để xem thêm Và toàn bộ thông tin thì cơ sở đã để ở phía dưới phần link mô tả ở phía dưới Quý khách có thể xem Quý khách hãy kích xuống dưới phần mô tả của video mỗi video chúng tôi đều mô tả rất là chi tiết từ thông số kích thước rồi là chất liệu quy trình rát vàng còn rất nhiều đồ gỗ yên lanh cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng đặt hàng tại cơ sở đồ gỗ đồ thầy yên lanh cơ sở có nhận và bàn giao lắp đặt trên toàn miền bắc và nếu ở miền trung và miền nam thì chúng tôi sẽ gửi xe khách chúng tôi hướng dẫn rất là chi tiết cho quý khách kia lắp chúng ta nên dùng các cái khoan bê tông phi 14 để bắt các cái con ốc hoành phi câu đối và sau đó sẽ gắn các cái gá đỡ ở phía dưới thì chúng ta sẽ dùng các cái loại vít nhỏ quý khách nào có nhu cầu làm về hoành phi câu đối mẫu y như thế này như gia đình anh hùng hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ tài Yên Lanh tại làng nghề La Xuyên xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và đây là toàn bộ các cái vật phẩm đồ thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và hẹn gặp lại quý khách trong